Có Chủ tịch Hội đồng huyện bị cách chức vì chống đối gác phòng dịch COVID-19. Tính đến từ Bình Phước, nhà công quyền Cộng sản tỉnh Bình Phước đã tước hết mọi chức vụ của ông Lưu Văn Thanh là người có hành vi chửi bới và chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19 khi họ chặn xe của ông này. Trước khi bị cảnh cách chức thêm một chức vụ thì ông Thanh vào huyện ủy huyện và huyện ủy viên và phó chủ tịch hội đồng huyện hớn quán. Ông Thanh chính là người trong một video clip lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 12 tây tháng 4. Trong đó ông không đeo khẩu trang và không chấp hành yêu cầu do đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch ở thị xã Bình Long vào sáng ngày 3 tây tháng 4. Trong video, ông Thanh còn có hành vi đập tay lên bàn nhiều lần, chỉ vào mặt chữa các nhân viên tại chốt kiểm dịch sau khi sự việc bị lan truyền trên mạng xã hội thì ông thanh đã bị tạm đình chỉ công tác ông cũng được cho là đã viết đơn xin từ chức và thư xin lỗi công bố trên facebook trong một đợt cách ly vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản đã áp dụng nhiều biện pháp cai trị xã hội hà khắc với mục tiêu giảm sự lan truyền của coronavirus. Và dường như các biện pháp này mang lại thành công khi Việt Nam khống chế được dịch bệnh, giữ còn một số người bị lây nhiễm dưới 300 người. Ở nhiều nơi, có một số cá nhân chống lại các biện pháp hà khắc trên, chửi bới và thậm chí tấn công nhân viên chốt kiểm dịch. Những người này bị bắt giữ và thường bị cáo buộc chống người thi hành công vụ với án tù ít nhất là 6 tháng. Chưa rõ liệu ông Thanh có bị khởi tố về tội danh chống người thi hành công vụ hay không.